mau không có ôm lắm để cho chị ngồi được. Đúng rồi, đúng chị rồi. Ngồi được chứ là chị cứ động được. Đúng rồi, động được. Chân từ 72 tới 15. Chắc cái em là thăm ra tôi thử đầu cái này cũng rất thích. Phân đi ha. Đúng rồi, 5 phân là đây là chị. Đúng rồi. Đây là 15, đây là 20, giá 20. Giá dài cho 42. 42 cũng nhớ chị. Số đo này bình thường. Số đo cũ. Chị quên đem cái áo trắng đi qua về cho em kết. Dạ. À, cái áo trắng hôm bữa có phát nghèo không? Ờ, chị không thích. Bây giờ chị không thích phát nghèo, em kết. Kết đá, điểm đá đi lên cho chị. Điểm rồi. Đi chị. Hồi bữa là em nói may đỏ chứ không chưa có không kết. Dạ, à, dạ thôi để chị mang qua cho em. Chị gỡ về chị. Đây nè. Nhớ này cho Lý thử xanh nha, xanh cái xanh. Thử xanh. Cái này sắc xinh quá. Cái này xuất sắc quá Thơm ơi. Hộ cái áo này cái tay chị cũng chịu nè. Đẹp quá. Tay này hợp với chị. Ừ, tay này hợp với chị. Mỗi lần ghé thân Cara là mình thấy mình đẹp ra, mình thấy mình tự tin hơn khi mình bước trên sân khấu. Anh đẹp chưa? Đẹp mà, không chị mày cái này đẹp quá. Chị nấu với chị thế nào? Eo chị cho chị chậm tí ha, chị khoe cái eo chị. Là mặt chồng em sẽ wow, sao em quá. Đúng rồi thôi, chị vậy đó. Quyền mặt xếp được mà. Ừ. Mà cái ngực có thì cho chị thở để chị lấy hơi. Cái bộ này thoải mái. Con này dưới là sao nó là nhung quá nên nó cũng nhẹ. Con nhẹ. Ông mà công nhận nha, rồi của son mà cái nào chị vô thì cũng fix. Chị mặt mắt chị nhớ vuốt cái nhà ở lâu nhớ. Đó, để cho nó thẳng đồ. Thẳng đồ. Để khi mình cử động á. Đẹp quá. Do của chị là cắt cái đuôi với chị luôn nha. Cắt đuôi ha. Cắt đuôi bỏ. Xuất sắc. Thích mà. Bự hồi quen thì nó cũng ok. Và chị chỉ sợ là hết vô hết đầu thì nó không có đủ cái hơi cái hơi kể lương mà phải lấy hơi nhiều chứ. Đẹp à. Nói chung là quần áo đẹp rồi ra sân khấu tự tin hơn, đó là nó đã hỗ trợ mình hơn 50% rồi. Chị tự tin hơn, chị không có lo về vấn đề quần áo nữa, mình thích cái mình hát hay hơn rồi. Vậy là chị là cái áo này sẽ mở màn nha. Mở màn áo này đẹp ha. Hà Tiên của mẹ make up với lại bận Audi prom. Mẹ đi hát xa. Quay clip gửi cho mẹ nè. Mẹ nhìn mẹ thấy mẹ vui lắm. Rồi, dừng cái đầu đằng sau chút xíu nha. Nhỏ của mẹ. Tóc màu đen nha. Make up Duy, Nguyên Duy.